Ngoài việc lên lớp, cậu ấy còn có một đống việc nhà làm không xong, cho lợn ăn, cắt cỏ, nhặt củi, còn phải nấu cơm, sắc thuốc, rửa bát, giặt áo quần. Trên chợ, một cô bé 9 tuổi đang bày hàng bán thuốc, một bên là tiểu thương bán gà quay. Tiểu thương có việc đi một lúc, bảo cô bé giúp trông hàng. Không lâu sau, một người phụ nữ trung niên áo quần tươm tất đi đến mua gà quay. Cô bé thấy tiểu thương còn chưa quay lại, đành giúp cô bán hàng. Người phụ nữ trả tiền xong vội vàng rời đi. Cô bé đếm lại tiền, phát hiện thừa 50 đồng, vội vàng đuổi theo, trả lại tiền thừa cho người phụ nữ. Không lâu sau tiểu thương quay lại, cô bé đem tiền bán được đưa cho anh ta. Tiểu thương vì để cảm ơn cô, cũng đem suất cơm trưa của mình cho cô bé ăn. Cô bé lương thiện thật thà mặc đồng phục trường này, lẽ ra đang là học sinh, vì sao không đến trường đi học mà lại bán hàng trên chợ? Thuốc của cô lấy từ đâu? Thì ra, cô bé này tên Bằng Thế Kim, thuốc của cô đều là tự lên núi đào được. Cô bán thuốc là vì kiếm tiền nộp học thêm ở trường. Vậy tại sao cô bé không xin bố mẹ? Thực ra, bố mẹ Bằng Thế Kim có cho cô bé 200 tệ, nhưng Thế Kim hiểu chuyện, không nỡ tiêu hết số tiền sinh hoạt ít ỏi của bố mẹ, quyết định tự mình kiếm tiền đóng khoản tiền lớn đó. Mẹ Bằng Thế Kim Lưu Xuân Đào là một người tần tật nửa dưới người, ngồi xe lăn đã nhiều năm. Cha cô bé, Bằng Lý Thành vốn là một người bán đậu phụ, nhưng vì một lần do sự cố ngã bị thương nằm một chỗ, mất đi khả năng lao động. Bằng Lý Thành vốn là trụ cột của cả gia đình, cú ngã thương của anh khiến gia đình vốn dĩ không giàu có gì, phút chốc rơi vào bể khổ. Bây giờ, nguồn thu nhập duy nhất của gia đình là dựa vào tiền dọ tre Lưu Xuân Đào đan được, nhưng việc bán dọ tre cũng không tốt, vì vậy thu nhập có hạn. Nhưng Bằng Lý Thành phải tiêm, uống thuốc, Thế Kim cũng phải đi học, nhưng chút thu nhập ít ỏi căn bản không đủ, vì vậy cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn. Tiểu Chuyện và Hiếu Thảo sau khi bố ngã bị thương, Thế Kim gánh hết tất cả công việc nhà, dọn dẹp, giặt quần áo, nhặt củi, cho lợn ăn, đồ bô nước tiểu, sắc thuốc, mọi việc đều do cô bé đảm nhận. Trên đường đi học, Thế Kim còn tiện đường cắt cỏ cho lợn, đợi đến buổi trưa tan học lại đem về nhà. Vì việc nhà quá nhiều, buổi sáng chưa bao giờ đi học muộn, Thế Kim lại bị muộn học. Nhưng Thế Kim ngoan cố, dù bị cô giáo trách mắng cũng không chịu nói ra hoàn cảnh gia đình. Vì để tránh không bị muộn học, cô chạy ngày càng nhanh. Giờ ra chơi, bạn học đều vui chơi, chỉ có Bằng Thế Kim là chạy nhanh về nhà, sau đó lại chạy nhanh về lớp học. Các bạn học đều rất tò mò, còn tưởng Thế Kim luyện tập chạy bền. Còn có một bạn học nam tên La Tiểu Hổ hay gây sự với Thế Kim, cố ý làm khó cô bé. Trong một lần thi chạy, Thế Kim thắng Tiểu Hổ, Tiểu Hổ mới không còn bắt nạt cô nữa. Thực ra, Thế Kim chỉ là lợi dụng giờ ra chơi, chạy nhanh về nhà đổ bô nước tiểu cho cha, hoặc bưng thuốc đã sắc xong cho bố uống. Có một lần, bác sĩ thường xuyên đến tiêm cho bố Thế Kim, có việc mấy ngày không đến được, trước khi đi để lại thuốc và kim tiêm, để bố Thế Kim tự tiêm. Thế Kim sau khi nhìn thấy, không nỡ để bố chịu đau, liền vào buổi tối một mình thắp đèn lên, lén tập tiêm lên tay mình. Nửa đêm Bằng Lý Thành tỉnh lại phát hiện con gái không ngủ bên cạnh, kéo ngăn kéo ra xem, thuốc và kim tiêm không thấy nữa, vội vàng đi ra tìm Thế Kim. Bằng Lý Thành vốn đi lại không tiện, phút chốc bị ngã ra nền nhà. Thế Kim đến trước đỡ cha dậy, hai cha con ôm nhau khóc. Bệnh tình Bằng Lý Thành diễn biến xấu, đối mặt với nguy cơ liệt nửa người cao. Vì để giúp cha khôi phục bệnh tình, Thế Kim dùng tấm dây nịt năm xưa cha dùng để buộc mình, ra sức kéo cha dậy, ít sức yếu, dù có sự giúp đỡ của mẹ vẫn rất khó khăn. Để kéo được người cha không thể động đậy ngồi dậy, nhưng dựa vào sự nỗ lực của Thế Kim, cha cô bé có thể gắng dùng gậy chống đứng dậy. Buổi trưa sau khi tan học, Thế Kim như mọi ngày phi nhanh về nhà, bận rộn không một phút nhàn hạ. Đợi đến khi làm hết mọi việc, trời cũng đã rất muộn rồi, nhưng bài tập cô giáo ra phải làm xong. Có lúc Thế Kim làm bài tập liền nằm chòe trên bàn ngủ gục, bởi vì cô bé thực sự quá mệt rồi. Cũng vì vậy, Thế Kim thường xuyên không hoàn thành bài tập của cô giáo, bị cô giáo nghiêm khắc phê bình trước lớp học. Nhưng Thế Kim kiên cường, vẫn không chịu nói ra sự thật với cô giáo và bạn học. Cô giáo không biết sự tình, chỉ cho rằng cô bé là một học sinh lười biếng, không lo học hành. Cho đến khi Thế Kim tiếp tục lên chợ bán thuốc mà một tuần không đi học, cô giáo sau khi đến nhà cô bé mới biết được hoàn cảnh của em. Thế Kim bán thuốc xong quay về, nhìn thấy cô giáo và bố mẹ, biết rằng không thể giấu được nữa, đành nói thật mình bỏ học vì để kiếm tiền. Cô giáo bị lòng hiếu thảo của Thế Kim làm cho cảm động, phát động quyên góp tiền trong lớp, dùng tiền quyên góp được mua một cây nạng mới cho bố Thế Kim. Đồng thời, cô còn đem học sinh cùng đến nhà Thế Kim giúp cô bé làm việc nhà. Bạn học nhiệt tình còn tặng Thế Kim những dụng cụ học tập như đèn học. Thế Kim và bố mẹ đều rất cảm động. Ngoài ra, cô giáo của Thế Kim còn viết câu chuyện của cô bé thành một bài văn, đăng lên báo, có càng nhiều người đến giúp đỡ nhà Thế Kim. Một ngày, một người phụ nữ lái chiếc xe màu đỏ dừng trước nhà Thế Kim, chính là người phụ nữ hôm đó mua gà quay trên chợ. Chỉ là lúc đó cô ta không biết rằng, cô bé lương thiện đáng yêu đó chính là con gái ruột của mình. Bố mẹ Thế Kim hỏi cô đến làm gì, cô không nói gì liền quỳ trước mặt bố mẹ Thế Kim. Thì ra, người phụ nữ này chính là mẹ của bạn học Thế Kim, Tiểu Hổ. Sau khi cô nghe con trai nói trên tay Thế Kim đeo một chiếc vòng giống hệt mình, liền biết được Thế Kim chính là đứa con gái mình đã bỏ rơi năm xưa. Cô nói hết sự thật cho bố mẹ Thế Kim và lấy ra vật chứng. Thì ra, Thế Kim không phải là con ruột của Bằng Lý Thành và Lưu Xuân Đào,
Nhiều năm trước vào buổi tối thành hôn của hai người, có người đem đứa bé vừa được sinh ra chưa lâu vứt trước cửa nhà họ. Hai vợ chồng phát hiện ra, quyết định nhận nuôi đứa bé. Đứa bé gái đó chính là Thề Kim. Vì sự việc quá đột ngột, Bằng Lý Thành và Lưu Xuân Đào không cách nào chấp nhận được, đuổi mẹ ruột Thề Kim đi. Trước khi đi, mẹ ruột Thề Kim để lại tín vật và phương thức liên hệ trên ghế. Qua một hồi suy ngẫm, dù Bằng Lý Thành và Lưu Xuân Đào đều không nỡ xa Thề Kim, vì trong thâm tâm họ Thề Kim chính là con ruột của mình, nhưng họ không muốn để Thề Kim phải chịu khổ cùng họ. Cũng vì tiền đồ của Thề Kim, bọn họ vẫn là quyết định để Thề Kim quay về bên cạnh mẹ ruột. Ngày hôm đó, Thề Kim như mọi ngày trở về nhà, cô trẻ củi nhặt được trên đường và ba lô xuống, lại nhìn thất bố mẹ đã nấu xong một bàn đồ ăn thịnh soạn. Thề Kim vô cùng thích thú, vui mừng ăn cơm cùng bố mẹ, còn thường gắp đồ ăn cho bố mẹ. Tối đến, khi Thề Kim đã vào giấc ngủ, Bằng Lý Thành và Lưu Xuân Đào mắt rơi lệ thu dọn hành lý của cô bé. Hai người bàn không để con gái biết trước. Ngày hôm sau, Lưu Xuân Đào đưa một túi du lịch cho Thề Kim, bảo cô đem túi đó chuyển đến địa chỉ đã chỉ định. Thề Kim ngoan ngoãn nghe lời tìm đến được địa chỉ ghi rõ trên giấy. Đến nơi mới phát hiện, đó là nhà của bạn học La Tiểu Hồ. La Tiểu Hồ vui mừng chạy vào nói với mẹ. Thề Kim đem thư bố mẹ viết đưa cho mẹ Tiểu Hồ. Sau khi xem trong nội dung bức thư, bà La vô cùng cảm động, lập tức nói hết chân tướng cho Thề Kim nghe. Thề Kim hiếu thảo không muốn rời xa bố mẹ mình, lập tức chạy về tìm họ. Bà La lái xe đem Thề Kim về nhà, đến nơi lại phát hiện cửa lớn khóa chặt, tìm đâu cũng không thấy Bằng Lý Thành và Lưu Xuân Đào. Thề Kim đến nhà nhị thúc hỏi tung tích của bố mẹ. Trước lời cầu xin tha thiết của Thề Kim, nhị thúc không kìm được nói rõ sự tình. Thì ra, Bằng Lý Thành và Lưu Xuân Đào biết Thề Kim nhất định sẽ trở về tìm bọn họ, xin nhị thúc giúp đỡ, đưa họ lên một ngôi nhà nhỏ trên núi. Bọn họ nghĩ Thề Kim tìm không được bọn họ, sẽ ngoan ngoãn sống cùng mẹ ruột. Đợi sau khi Thề Kim quên bọn họ, họ lại đi xuống núi. Không ngờ Thề Kim không muốn rời xa bọn họ. Rất nhanh dưới sự giúp đỡ của mọi người, cả đêm thắp đuốc lên núi tìm thấy họ. Cả nhà sau khi đoàn tụ, ôm nhau khóc, những người bên cạnh cũng cảm động rơi lệ. Thông qua bài văn mà giáo viên của Thề Kim đăng lên báo, rất nhiều người biết được hoàn cảnh của Thề Kim. Rất nhiều nhà hào tâm đến nhà Thề Kim đưa tay tương trợ. Trong buổi lễ quyên góp ở làng, có học sinh quyên góp tiền tiêu vặt của mình, có người nông dân quyên góp đồ ăn, còn có Hoa Kiều đặc biệt từ nước người về, đến để hiến tặng lòng tốt của mình. Câu chuyện có thật về học sinh bằng Thề Kim ở Mai Châu, trong bộ phim Con Gái Hiểu Thảo, Thề Kim đã vinh dự trở thành một trong 10 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất ở Quảng Đông. Trong phim, mẹ bằng Thề Kim sớm bị tàn tật ngồi xe lăn, bố vì sự cố ngã bị thương nằm một chỗ, gánh nặng cuộc sống đè lên cô bé 9 tuổi, còn đang học tiểu học Thề Kim. Thề Kim làm hết tất cả việc nhà như giặt quần áo, nấu cơm, xắt thuốc, cho lợn ăn, chặt củi. Bận rộn cả ngày vẫn phải làm bài tập. Đối với một đứa bé 9 tuổi mà nói như vậy là quá vất vả. Tuy nhiên Thề Kim yếu ớt, nhỏ tuổi, lại luôn kiên cường, vui vẻ, lạc quan, vô cùng hiếu thảo với bố mẹ. Thậm chí vì để giảm bớt nỗi đau tiêm thuốc của bố mà luyện tập tiêm lên tay mình, vì không muốn tăng thêm gánh nặng cho gia đình mà tự mình lên núi đào thuốc đi bán để kiếm tiền học phí. Vì để chăm sóc bố mẹ bệnh tật, cô bé thậm chí từ bỏ cơ hội quay về bên mẹ ruột. Hành động hiếu thảo của Thề Kim khiến tôi trong quá trình xem phim không chỉ khóc một lần, nhớ đến sự hy sinh của bố mẹ vì mình, còn bản thân đã báo đáp được bao nhiêu cho bố mẹ. Cây muốn lặng mà gió chẳng yên, con muốn dưỡng mà bố mẹ chẳng còn. Nhân lúc bố mẹ vẫn còn, nhân lúc vẫn còn có cơ hội, đối với bố mẹ hiếu thảo hơn nữa, không có việc gì thường xuyên về nhà thăm bố mẹ.